Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với phần thứ 17, tác phẩm Thủy Hử, tác giả Thi Nại Am. Các bạn thân mến, các bạn đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh để lắng nghe những phần truyện mới nhất của kênh diễn đọc. Cảm ơn các bạn. Sau đây chúng ta bắt đầu vào nghe truyện. Hồi thứ 33, đường Thanh Châu, trấn Tam Sơn ra sức, núi Thành Phong, tích Lịch Hỏa mắc mưu. Bấy giờ Lưu Chi Trại, mình mặc áo nhung phục, tay cầm quân khí, cưỡi lên mình ngựa, cùng với Hoàng Tín, dẫn hơn 100 quân, đao gươm sáng quắc, chiêng trống vang lừng, đi ra cổng trại mà áp tải Hoa Vinh và Tống Giang, trông chừng thẳng nẻo Thanh Châu. Đi được 3-40 dặm đường, gần đến một khu rừng kia, bỗng thấy đám lính đi trước bảo nhau rằng: "Phía rừng trước mặt có người nom dòm, ta hãy đứng dừng lại." Nói xong liền đứng dừng lại cả. Hoàng Tín thấy vậy, ngồi trên mình ngựa mà bảo rằng: "Sao đương đi lại đứng dừng như thế?" Chúng bẩm rằng: "Phía trước có người thám thính gì đó." Hoàng Tín quát lên rằng: "Mặc xác nó, cứ đi đi." Dần dần đi gần tới khu rừng trước mặt, thì bỗng nghe có tiếng thành la khua gõ vang lừng. Quân chúng ai nấy đều kinh sợ hoang mang, phải cố công ra sức mà chạy. Hoàng Tín thấy vậy, quát chúng đứng lại, sắp hàng ra trước mặt, rồi bảo Lưu Cao coi áp lấy xe tù. Lưu Cao ngồi trên mình ngựa, cố sức chết mà không sao cất mồm vâng lên được. Trong miệng chỉ lẩm bẩm khấn rằng: "Nam mô cứu khổ cứu nạn thiên tôn, ôi trời ơi, 10 vạn quyển kinh, 30 đàn tiếu, cứu vớt cho tôi." Chàng vừa khấn vừa run sợ, sắc mặt biến hẳn, khi vàng khi xanh như người mất máu. Duy Hoàng Tín là một tay võ quan xuất thân, nên vẫn bền gan vững dạ, vỗ ngựa xông đến để xem. Khi gần tới nơi, thấy có 400-500 tiểu lâu la, người to, sức khỏe, mặt mũi dữ tợn, đầu bít khăn hồng, mình mặc áo ngắn, lưng đeo gươm sáng, tay cầm giáo dài, chia 4 ngả, vây bọc lấy bọn quan quân. Đoạn rồi có 3 hảo hán ở trong rừng xông ra, một người mặc áo xanh, một người mặc áo tía, và một người mặc áo hồng, đều đầu đội khăn chữ vạn, tay vác thanh đao, cùng trổ ra ngăn đón đường đi. Người đi giữa là Cẩm Mao Hổ Yến Thuận, người đi cạnh là Nụy Cước Hổ Vương Anh, và người đi cánh dưới là Bạch Diện Lang Quân Trịnh Thiên Thọ. 3 người cùng quát lên rằng: "Ai đi qua đó phải đứng dừng lại nộp 3.000 quan tiền thuế đường đây rồi mới được đi." Hoàng Tín ngồi trên mình ngựa thét mắng rằng: "Các anh không được vô lễ thế, trấn Tam Sơn ở đây có biết không?" 3 anh hảo hán lại trừng mắt mà quát lên rằng: "Anh là trấn Vạn Sơn, cũng phải để 3.000 quan tiền lại đây, bằng không thì chúng ta không buông tha cho đi." Hoàng Tín đáp rằng: "Ta là đô giám đi việc quan, làm gì có tiền mà cho các ngươi?" 3 chàng kia cả cười mà rằng: "Đô giám thì làm gì? Đến ngày hoàng đế qua đây cũng phải nộp 3.000 quan mới được. Nếu không có thì lưu mấy người lại đây, rồi sau đem tiền đến chuộc." Hoàng Tín nghe nói nổi giận đùng đùng mắng rằng: "Quân cường tặc này vô lễ quá." Nói xong quát tả hữu nổi trống chiêng, vỗ ngựa múa gươm xông ra đánh Yến Thuận. Bên kia 3 vị hảo hán đều múa đao xông vào cự địch. Hoàng Tín ngồi trên mình ngựa hết sức đánh đỡ được hơn 10 hiệp. Thì nghe chừng sức kém, khó lòng mà địch nổi 3 người. Đằng kia, Lưu Cao vẫn run cầm cập, đứng xa nhìn lại, thấy địa thế như vậy, thì chỉ trực thừa cơ mà chạy thoát thân. Sau Hoàng Tín thấy thế 3 người hăng hái, sợ khi lỡ ra mình lại bị bắt, thì tất nhiên giảm mất uy danh, liền ngoắt cương ngựa quay về lối sau để chạy. 3 anh hảo hán thấy vậy, cùng nhau gắng sức đuổi theo. Hoàng Tín không kịp nom đến quân lính,
già dòi hết sức mà chạy tháo một mình về toát ngay trấn Thanh Phong. Quân lính trông trước trông sau không thấy Hoàng Tín đâu nữa, liền reo hò ầm ĩ, bỏ cả xe tù mà kéo nhau chạy hết. Bấy giờ còn trơ một mình Lưu Cao, thấy nguy cấp tới nơi, vội vàng quất ngựa ra rồi cũng toàn chạy mau cho thoát. Dè đâu mới chạy được mấy bước thì bỗng dưng bị đám lâu la giật dây chăng dưới mặt đất, làm cho con ngựa ngã gục xuống mà bắn hẳn Lưu Cao ra ngoài. Bọn lâu la kéo nhau vào bắt trói Lưu Cao rồi cướp lấy xe tù mở ra để cứu. Khi đó Hòa Vinh đã đạp phá xe tù của mình, nhảy bổ ra ngoài, giật đứt các dây trói ở tay, rồi phá tan xe tù kia để đón Tống Giang ra. Bọn lâu la lột quần áo của Lưu Cao đưa cho Tống Giang mặc, rồi cướp lấy con ngựa của Lưu Cao và ba cỗ ngựa đóng xe mà đưa Tống Giang về trước. Đoạn rồi ba tay hảo hán cùng Hoa Vinh và mấy tên tiểu lâu la trói trần truồng Lưu Cao và áp giải lên sơn trại. Nguyên sau khi ba vị hảo hán ở núi Thanh Phong đã từ biệt Tống Giang thì trong lòng lấy làm áy náy không yên, bèn sai mấy tên lâu la tinh thạo đi đến trấn Thanh Phong để dò xem tin tức. Sau khi nghe biết Hoàng Tín cùng Lưu Cao đã bắt cả Hoa Vinh cùng Tống Giang mà đóng xe tù giải lên quan phủ, nhân thế ba tay hảo hán phải ra công gắng sức đem tiểu lâu la chặn đánh giữa đường mà cứu hai người về trại. Hôm đó vào khoảng canh hai, kéo nhau về đến sơn trại, vào tụ nghĩa sảnh, ba người mời Tống Giang và Hoa Vinh ngồi giữa, rồi sai dọn rượu lên cùng ngồi tiếp đãi, và cho phép đám tiểu lâu la cùng đi đánh chén với nhau. Bấy giờ Hoa Vinh cảm tạ ba tay hảo hán mà nói rằng: Hoa Vinh cùng ca ca tôi nhờ được ba tay hảo hán vừa cứu vớt cho, thực là ân sâu nghĩa nặng. Chúng tôi xin khắc cốt minh tâm để sau này báo đáp. Duy Hoa Vinh tôi có vợ và em gái ở trại Thanh Phong, tất nhiên lại bị Hoàng Tín bắt bớ lôi thôi. Vậy này có phương kế nào mà cứu ra cho được? Yến Thuận đáp rằng: Xin chi trại cứ vững tâm, chắc rằng Hoàng Tín cũng không khi nào dám bắt cung nhân, mà nếu có nỡ lòng quyết bắt thì tất nhiên cũng phải đem qua lối này, chứ không đi đâu thoát được. Đến sáng mai, ba anh em tôi xin xuống núi một phen để đón cung nhân và lệnh muội về đây một thể. Nói đoạn liền gọi tiểu lâu la sai đi trước để dò thăm tin tức. Hòa Vinh nghe nói liền đứng dậy tạ ơn Yến Thuận. Tống Giang bảo với Yến Thuận rằng: Xin hiền đệ truyền giải Lưu Cao lên đây cho. Yến Thuận vâng lời, sai lâu la trói Lưu Cao vào cột nhà, rồi nói với Tống Giang rằng: Xin moi lấy ruột gan quân tàn ác ấy để mừng cho ca ca. Hòa Vinh nói: Để đó, tôi hạ thủ cho mới được. Tống Giang trỏ mặt Lưu Cao mà nói rằng: Quân tàn ác bất nhân kia, ta với ngươi xưa nay có can thiệp thủ oán gì nhau, ngươi nỡ nào nghe một đứa đàn bà vong ân bội nghĩa mà hại đến ta. Hòa Vinh đứng dậy nói lên rằng: Ca ca hỏi làm gì những giống khốn nạn ấy cho nó bận mồm. Nói đoạn liền mang dao ra rạch lấy ruột Lưu Cao, đem vào để trước mặt Tống Giang, rồi sai lâu la vứt xác vào một xó. Bấy giờ Tống Giang nói với mọi người rằng: Ngày nay tuy đã giết được đứa thất phu đê mặt ấy, song còn con mụ đàn bà khốn nạn kia ta cũng không thể nào mà tha cho được. Vương Anh đáp luôn rằng: Sáng mai tôi xin đi bắt về đây, tất phe này về tay tôi hẳn. Chúng nghe nói ai nấy đều ôm bụng cả cười, đoạn rồi ăn uống vui cười mãi đến đêm khuya mới nghỉ. Sáng hôm sau cùng nhau bản định đi đánh trại Thanh Phong. Yến Thuận nói với mọi người rằng: Hôm qua bọn lâu la đều bị khó nhọc suốt ngày, hãy xin tạm cho nghỉ một hôm, rồi sáng mai sẽ đi sớm cũng được. Tống Giang cùng mọi người đều khen phải, liền cho tụi lâu la chơi nghỉ một hôm để ngày hôm sau đi đánh trại. Nói về Hoàng Tín, một mình chạy trốn về trại Thanh Phong, bèn kiểm điểm binh mã canh giữ bốn mặt cửa trại, rồi thảo công văn giải bày sự nguy cấp. Hoa Vinh liên kết với giặc núi Thanh Phong, trại Thanh Phong sớm hôm nguy cấp,
để báo với tri phủ Mộ Dung và xin sai lương tướng mau mau trừ tiễu cho xong. Quan phủ Mộ Dung tiếp được công văn phi báo khẩn cấp về việc quân tình, lại lấy làm cả kinh, liền lập tức sai gọi Thanh Châu chỉ huy tổng quản binh mã là Tần Thống Chế để bàn định việc quân. Người này họ Tần tên Minh, quê ở Khai Châu Sơn Hậu, tính nóng nảy, tiếng to như sấm, người ta thường gọi là Tích Lịch Hỏa Tần Minh, vốn nhà dòng dõi võ quan, khiến cây gậy lang nha, sức khỏe muôn người khôn địch. Bấy giờ Tần Minh nghe lệnh tri phủ cho mời, bèn vội vàng vào nha thương nghị. Quan phủ Mộ Dung đưa giấy phi báo của Hoàng Tín cho Tần Thống Chế xem. Thống Chế xem xong cả giận nói rằng: "Thằng trẻ con đỏ đầu dám vô lễ đến thế thì thôi. Việc này ngài không cần phải lo nghĩ. Tôi xin đem quân mã đi ngay. Nếu không bắt được giặc, xin thề không trông thấy ngài nữa. Nếu tướng quân chậm trễ một chút thì e sợ khi họ đến đánh trại Thanh Phong nguy mất. Khi nào dám chậm trễ, đêm nay tôi xin điểm lấy binh mã, rồi sáng sớm mai phải đi ngay mới được." Quan phủ nghe nói cả mừng, liền truyền lệnh sắp sẵn các thức rượu thịt cùng lương khô, đem để ra ngoài thành khao thưởng quân sĩ. Khi đó Tần Minh nghe nói Hoa Vinh làm phản, thì trong bụng sôi sục giận dữ, bèn lên ngựa về dinh chỉ huy, điểm lấy 100 quân mã, 100 quân bộ, truyền cho ra thành dàn trận thế để sắp sửa hành binh. Quan phủ Mộ Dung đem người nhà ra một nơi tự viện ở ngoài thành, sai trưng bánh hâm rượu để đợi quân sĩ ra thành mà khao thưởng. Khi kéo quân ra tới cửa thành trước mặt, viết một lá cờ đỏ 7 chữ: "Binh mã Tổng đốc Tần Thống Chế" rất to. Tần Minh mặc áo nhung phục, ngồi trên mình ngựa, quả nhiên là một bậc dũng tướng anh hùng. Tần Minh dẫn quân mã đến gần tự viện, thấy tri phủ đứng đón ở đó, liền vội vàng xuống ngựa để nghinh tiếp. Tri phủ nâng chén rượu mà mời khuyên Tần Minh và dặn dò cặn kẽ, chúc cho chóng được tấu khải trở về. Khi khao thưởng quân sĩ đã xong, bèn nổi mấy tiếng súng hiệu, rồi Tần Minh từ giã tri phủ mà nhảy lên mình ngựa, dàn thành đội ngũ nghiêm trang mà kéo quân đến núi Thanh Phong. Bọn tiểu lâu la ở trên núi dò biết tin tức, liền phi báo các vị hảo hán. Bấy giờ các vị hảo hán đương sửa soạn đi đánh trại Thanh Phong, bỗng nghe tin báo Tần Minh kéo quân đến đánh, thì ai nấy đều nhìn nhau, không biết lấy kế sách gì để mà cự địch. Hòa Vinh bảo với mọi người rằng: "Việc này các ngài không cần phải lo, xin cứ cho tiểu lâu la ăn uống no say, rồi tôi sẽ có kế sách để thi hành. Trước hết ta hãy chơi nhau bằng sức, rồi sau hãy dùng mẹo mới xong. Xin cứ như thế này có được không?" Tống Giang vỗ tay khen rằng: diệu kế, phải làm như thế mới được." Nói đoạn liền cùng với Hoa Vinh cắt đặt các việc và sai đám tiểu lâu la phải phòng bị sẵn sàng để thi hành kế sách. Hoa Vinh chọn lấy con ngựa tốt, một bộ áo giáp dày cùng các đồ gươm giáo cung tên ra để nghinh địch. Nói về Tần Minh, khi dẫn quân đến địa phận núi Thanh Phong, liền hạ trại ở ngoài 10 dặm. Sáng hôm sau, đầu trống canh năm, quân sĩ trở dậy thổi cơm ăn thật sớm. Ăn uống xong rồi, nổi súng hiệu, kéo quân ra chỗ rộng ở sát núi Thanh Phong mà dàn thành trận thế. Bỗng đầu nghe tiếng chiêng trống vang trời, Tần Minh liền kìm cương ngựa, đứng dừng lại, hoành ngang cây gậy lang nha, trợn mắt lên nhìn, thì thấy tiểu Lý Quảng Hoa Vinh dẫn một toán binh ngựa phi xuống núi. Khi xuống đến chân núi, Hoa Vinh sai bày thành trận thế, rồi cầm giáo ngồi trên mình ngựa, quay mặt cúi chào Tần Minh. Tần Minh giận dữ quát lên rằng: "Người là một mệnh quan của triều đình, vốn dòng cửa tướng xưa nay, triều đình sai ngươi giữ chức tri trại coi giữ một phương, lộc nước ơn vua, phòng có điều gì tệ bạc. Lẽ nào ngươi dám liên kết với giặc cướp mà bội bạc lại triều đình như vậy? Nay ta đến đây bắt ngươi đem về nộp với triều đình. Ngươi có phải là biết điều thì xuống ngựa mà chịu trói cho xong, chớ để ta bận đến chân tay thêm việc." Hòa Vinh tươi cười đáp rằng: "Dám bẩm tổng quản,
Như Hoa Vinh này có bao giờ dám mang tâm bội bạc triều đình cho đặng? Cái đó chẳng qua là lão Lưu Cao lấy không làm có, đem việc công để trả thù riêng, khiến cho tôi có nhà như mất, có nước như không, bởi thế nên phải tạm đến lánh mình ở đây. Xin tổng quản xét lại mà giải cứu cho. Tần Minh không hỏi phải trái gì nữa, quát ngay lên rằng: không xuống ngựa cho ta trói lại, còn đợi đến bao giờ? Ngươi đừng nói khéo để rối loạn quân tâm nữa. Nói xong thét tả hữu khua trống, rồi múa gậy xông vào đánh Hoa Vinh. Hoa Vinh cả cười mà rằng: à, té ra Tần Minh không hiểu lòng tốt của người ta. Ta đây nghĩ đến ngươi là một chức quan trên, nên mới khiêm nhượng như vậy. Ngươi đã cho ta là sợ ngươi hay sao? Nói đoạn múa giáo xông vào đánh Tần Minh. Đôi bên cự địch với nhau có tới 40-50 hiệp, chưa quyết được thua. Hoa Vinh lửa miếng phá đĩnh, rồi quay ngựa ra lối đường nhỏ ở dưới núi mà chạy. Tần Minh cả giận phóng ngựa đuổi theo Hoa Vinh. Hoa Vinh cắm giáo vào nách, tay tả cầm cung, tay hữu rút một mũi tên đặt lên trên cung, rồi dừng ngựa dương cung mà quay mình lại, bắn một phát trúng ngay vào mũ Tần Minh. Tần Minh giật mình kinh sợ, không dám đuổi theo Hoa Vinh, liền quay ngoắt ngựa lại, toan đuổi đám lâu la để giết. Giờ đâu, khi quay mình trở lại, thì chúng lâu la đã chạy trốn lên núi, mà bên kia Hoa Vinh cũng kéo về sơn trại cả rồi. Tần Minh thấy vậy, trong lòng càng lấy làm tức giận, liền quát quân chúng đánh trống khua chiêng mà kéo lên núi. Bấy giờ quân chúng reo hò ầm ĩ, rồi đám bộ binh xông lên núi trước. Khi qua được vài ba ngọn núi thì thấy các nơi hiểm yếu ở trên đều có đá gỗ ầm ầm ném xuống. Tụi bộ binh bị ném ngã có tới 40-50 người, liền kinh sợ đổ xô xuống mà không dám lên nữa. Tần Minh lại càng sôi sục giận dữ, bèn đem quân mã đi quanh dưới núi để tìm đường tiến lên. Chúng tìm quanh quẩn mãi đến quá trưa, chợt nghe thấy phía bên tây có chiêng trống vang lừng, rồi có một đội quân cờ đỏ ở trong đám cây rậm đi ra. Tần Minh dẫn quân mã cố đuổi đến nơi, thì bỗng dưng chiêng đã im mà cờ đỏ cũng không thấy nữa. Nom đến chỗ đó không phải là con đường lớn, chỉ có một lối nho nhỏ mà giữa lối toàn là cây chặt để ngổn ngang ra đó mà không sao đi tới được. Tần Minh vừa toan sai quân dọn lối để đi, thì có một tên lính bảo rằng: mạn núi bên đông có tiếng chiêng trống và một toán quân cờ đỏ kéo ra. Tần Minh nghe báo liền dẫn quân mã phi sang góc bên đông để đánh. Khi sang tới nơi, lại thấy im phăng phắc, không thấy gì nữa. Chàng lại lấy làm căm tức, phóng ngựa đi tìm khắp bốn xung quanh, thì toàn là cây gãy cảnh nghiêng, không có đường lối nào mà đi cho được. Bỗng lại thấy người đến báo rằng: góc núi bên tây lại nghe thấy tiếng chiêng trống, lại một toán quân cờ đỏ kéo ra. Tần Minh vội vàng phi ngựa sang góc núi bên tây thì lại không thấy tăm hơi gì cả. Tần Minh vừa tức vừa giận, đường nghiến lợi nghiến răng, quanh co uất ức một mình, thì thấy phía đông lại thấy cờ trống nổi lên. Chàng lại phải đem quân sang đuổi, dè đâu sang đến nơi lại im lặng như không vậy. Chàng ta tức nổ ruột gan, quát quân sĩ toàn tìm đường để lên núi, chợt đâu lại nghe tiếng chiêng trống ầm ĩ ở phía bên tây như thúc giục tới gần, làm chàng lại phải quay sang bên đó. Khi tới nơi lại không có gì, tìm khắp cả vẫn không đường lối tới trên núi cả. Bấy giờ trong một đám quân sĩ nói với Tần Minh rằng: quanh đây không có đường lớn, ta muốn đi lên thì sang mạn núi đông nam mới tìm ra lối. Nếu cứ quanh quẩn ở đây thì không khéo lỡ ra nguy hiểm. Tần Minh nghe vậy, vội truyền lệnh cho quân sĩ mau mau kéo về mạn núi đông nam. Khi tới dưới núi thì trời đã gần tối, người ngựa đều mệt nhoài không đi được, bèn bảo nhau toàn đóng trại để làm cơm. Chợt đâu trông lên phía núi đã thấy đèn đuốc sáng rực, chiêng trống ầm ĩ cả lên. Tần Minh cả giận, lại phải kéo 40-50 quân mã mà đi lên núi. Khi lên được mấy bước bị tên đạn bắn xuống như mưa, bị trúng thương mất mấy tên binh sĩ. Tần Minh lại phải rút quân trở xuống mà truyền cho làm cơm. Chúng vừa mới bắt đầu làm cơm thì lại thấy có 80-90 bó lửa ở trên núi đi xuống.
Tần Minh vội vàng toàn dẫn quân đến, thì bỗng dưng lửa lại tắt rồi. Đêm hôm đó, tuy có mặt trăng, song bị mây mờ che tối, nên đường đi cũng lờ mờ khó hiểu. Tần Minh căm tức quá chừng, liền sai quân lính lấy lửa ra đốt cháy những cây xung quanh. Chợt thấy trên mỏm núi có tiếng sáo thổi véo von. Tần Minh vội phóng ngựa lên xem, thì thấy có tới mười mấy bó lửa soi sáng góc núi, và Hoa Vinh đương tiếp rượu với Tống Giang ở đó. Tần Minh thấy vậy, trong lòng căm tức bội phần, bèn đứng dừng ngựa ở dưới mà quát tháo mắng nhiếc Hoa Vinh. Hoa Vinh ngồi trên cười mà nói rằng: "Tần thống chế bất tất nóng nảy, hãy lui về rồi sáng mai ta sẽ quyết một trận sống chết với nhà ngươi." Tần Minh ầm ầm giận dữ quát lên rằng: "Đồ phản tặc, mày hãy xuống đây đối địch với ta vài 300 hiệp rồi sẽ hay." Hoa Vinh cười đáp rằng: "Tần tổng quản, hôm nay ngươi đương mệt nhọc, dẫu ta có đánh được ngươi cũng không lấy gì làm thích. Ngươi hãy cứ về, sáng mai sẽ tới đây." Tần Minh giận út người, toan tìm đường lên núi, song lại sợ tài cung tên của Hoa Vinh, đành phải chịu phép đứng quanh quẩn ở dưới mà chửi mắng ầm ĩ cả lên. Đương khi mắng nhiếc om sòm, thì chợt thấy quân mã của mình xôn xao rối loạn. Tần Minh vội vàng quay ngựa trở xuống núi để xem. Khi đó ở phía núi bên kia có đạn lửa bắn xuống, đằng sau lưng có Toán Lâu La nấp trong đám tối bắn ra. Quân mã thấy vậy đều kinh sợ kêu thét mà kéo nhau xuống khe cho thoát. Bấy giờ vào khoảng canh ba, bọn quân mã đương nấp ở trong khe thì bỗng dưng có ngọn nước ở dòng trên chảy xuống, làm cho quân mã đều hốt hoảng hãi hùng mà tranh nhau hết sức nhảy lên bờ, lại bị đám Lâu La kia quăng dây móc ra bắt sống mà mang lên núi. Còn anh nào ở dưới khe thì bị ngập tràn mà chết chìm cả ở đó. Lúc đó Tần Minh lại càng tím ruột thâm gan, trông trước trông sau thấy có một con đường nhỏ đi lên trên núi, chàng liền xốc ngựa mà sòng sọc đi lên. Giờ đâu vừa đi được 4-50 bước thì bỗng dưng cả người lẫn ngựa đều ngã lăn xuống hố. Đoạn rồi có 4-50 tên Lâu La ở đâu bổ ra lột hết quần áo và quân khí của Tần Minh, rồi bảo nhau trói lại và dắt lấy cả ngựa mà giả lên trên núi Thanh Phong. Nguyên trước Hoa Vinh lập kế sai mấy bọn tiểu Lâu La hoặc ở bên đông núi hoặc ở bên tây núi lần lượt kéo nhau mà dẫn dụ khiêu khích, khiến cho Tần Minh mỏi mệt khốn đốn không sao được yên. Lại sai đem túi đất lấp hai bên dòng suối, đợi đến đêm khuya cố bức bách cho quân mã phải lẩn trốn xuống đó, rồi tháo nước đầu trên cho bọn quân đắm đuối. Bởi vậy Tần Minh mang 500 quân mã đã già nửa bị chết trong khe, còn hơn 100 người và 70-80 cỗ ngựa bị bắt sống mà không sót một ai là thoát thân về được. Bây giờ trời đã gần sáng, Hoa Vinh, Tống Giang cùng ba vị đầu lĩnh đương ngồi trên tụ nghĩa sảnh thì thấy bọn Lâu La giải Tần Minh vào. Hoa Vinh trông thấy vội vàng ở trên ghế nhảy xuống dưới thềm cởi trói cho Tần Minh, kéo lên trên sảnh rồi cúi đầu xuống lại. Tần Minh vội đỡ dậy mà nói rằng: "Tôi đã bị bắt đến đây, chỉ có giết chết mà thôi, can gì mà sợ như vậy?" Hoa Vinh quỳ xuống mà đáp rằng: "Bọn tiểu Lâu La ngu dốt không biết, lỡ phạm đến tôn nhan, xin ngài tha tội ấy cho." Nói đoạn sai người lấy áo xiêm gấm vóc đưa cho Tần Minh mặc. Tần Minh hỏi Hoa Vinh rằng: "Vị hào hán ngồi kia là ai, xin cho tôi biết." Hoa Vinh nói: "Người ấy là anh em với tôi, họ Tống, tên Giang, làm áp ti ở huyện Vận Thành khi trước. Còn ba người đây là Yến Thuận, Vương Anh, Trịnh Thiên Thọ, làm chủ trại ở đây." Tần Minh ngạc nhiên mà nói rằng: "Ba vị này tôi đã hiểu, song áp ti đây có phải là Sơn Đông Cập Thời Vũ Tống Công Minh đó chăng?" Tống Giang cung kính đáp rằng: "Vâng, chính chúng tôi đây." Tần Minh nghe nói liền thụp lại xuống đất mà nói rằng: "Tôi được nghe tiếng nghĩa sĩ đã lâu, nay được gặp đây thực thỏa lòng khát vọng." Tống Giang cũng vội vàng cung kính mà đáp lễ lại. Tần Minh thấy hai chân Tống Giang có vẻ đau đớn ngượng ngạo, liền hỏi luôn rằng: "Chẳng hay chân ngài làm sao như thế?" Tống Giang đem chuyện từ khi xa lánh Vận Thành
cho đến khi Lưu Cao bắt đánh, thuật hết cho Tần Minh nghe. Tần Minh nghe chuyện lắc đầu kêu rằng, nếu cứ lời đằng kia nói, thì cơ hồ lỡ mất việc to. Việc này để tôi về bẩm với quan phủ Mộ Dung mới được. Bọn Yến Thuận bèn lưu Tần Minh ở lại, rồi tức tốc sai giết dê lợn để thiết đãi. Các quân sĩ bắt được đều cho vào ở một phòng mà thưởng cho cơm rượu tử tế. Khi uống được vài tuần rượu, Tần Minh vội đứng lên nói rằng, nay được các vị hảo hán có lòng tốt mà không giết hại Tần Minh, vậy xin trả lại các đồ mũ áo ngựa gậy để Tần Minh xin trở về Bản Châu cho tiện. Yến Thuận cười mà đáp rằng, tổng quản không nên cố chấp như vậy. Tổng quản dẫn 500 quân mã đến đây không còn sót một người nào. Nay nếu trở về châu phủ, tất nhiên quan phủ khó dung. Vậy chi bằng tổng quản hãy tạm ở đây, chia vàng xẻ áo cùng nhau định hoạt tự do. Như thế chả hơn là ra luồn vào cúi, càng thêm nhọc mệt hay sao? Tần Minh nghe nói, đi thẳng xuống thềm mà đáp rằng, Tần Minh này sống làm người nhà Tống, chết làm ma nhà Tống. Triều đình đã giao cho làm chức tổng quản, lại kiêm chức thống chế sứ quan. Xưa nay có điều chi phụ bạc với Tần Minh, mà Tần Minh nỡ đem lòng bội bạc cho đành. Các vị hảo hán định giết tôi thì cứ giết đi cho rảnh. Hoa Vinh vội vàng chạy xuống kéo tay Tần Minh mà can rằng, xin huynh trưởng hãy khoan tâm, nghe tiểu đệ nói một câu này xem đã. Tôi nay cũng con nhà tước lộc của triều đình, chỉ bị người ta bức bách mà phải tạm lánh đến đây. Còn như tổng quản ngài đã không bằng lòng làm nghề lạc thảo, thì cũng xin ngồi chơi cho trọn bữa cơm hôm nay, rồi tôi sẽ nộp trả các đồ quân khí cho ngài trở lại Thanh Châu. Tần Minh khăng khăng một mực không nghe, Hòa Vinh lại tiếp luôn rằng, mấy hôm nay tổng quản khó nhọc, rong ruổi suốt cả đêm ngày, vậy xin để cho con ngựa ăn uống nghỉ ngơi, rồi sẽ trở về cũng được, đi đâu mà phải vội. Tần Minh nghe nói cũng có lý, bèn lại trở vào trong sảnh, cùng ngồi uống rượu. Năm vị hảo hán luôn lưu rót rượu để mời. Hôm đó Tần Minh vừa phần mệt nhọc la đà, vừa phần bị các hảo hán ân cần mời mọc, dần dần cũng phóng tâm uống rượu, cho tới khi rượu đã quá say, phải vực vào trong phòng để nghỉ. Tần Minh ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau bừng mắt tỉnh dậy, vội vàng súc miệng sửa mặt, rồi tháo thứ xin phép trở về. Mấy vị hảo hán cố lòng cầm giữ Tần Minh ở lại ăn bữa cơm sáng, rồi mới đem các đồ mũ giáo gươm ngựa mà trả lại. Tần Minh vâng lĩnh các đồ nhung khí, đội mũ mặc giáp, cầm gậy lang nha, nhảy lên mình ngựa, rồi từ tạ mọi người mà đi xuống núi, trở về lối phủ Thanh Châu. Khi đi gần tới Thanh Châu, còn cách chừng 20 dặm đường, Tần Minh xa trông trong đám khói bụi, không thấy một người nào qua lại ở đó, trong bụng đã lấy làm nghi ngại lạ lùng. Dần dần về tới trong thành, thấy mấy trăm nóc nhà ở ngoài thành khi trước đều bị cháy hại tồi tàn, chỉ còn trơ một đống gạch vụn cho thừa vất ngang tàng trên mặt đất. Quanh đó lại có số con trai con gái bị chết cháy không biết bao nhiêu mà kể. Tần Minh thấy vậy cả kinh, bèn đánh ngựa qua đám cho tàn mà thẳng tới thành gọi người mở cửa. Khi vào tới nơi, đã thấy đích kiểu cất cao lên, mà hai bên cổng đều cắm cờ lên hiệu, bày dàn các đồ binh khí dự bị đánh giặc ở đó. Tần Minh dừng ngựa đứng ngoài kêu to lên rằng, có ai trong thành bỏ đích kiểu xuống cho ta vào? Trong thành nghe tiếng Tần Minh gọi thì bỗng dưng nổi hiệu trống chiêng mà hò reo ầm ĩ như là giặc đến bên thành vậy. Tần Minh đứng bên ngoài kêu lên rằng, ta là Tần tổng quản đây, quân mau mở cửa cho ta vào. Nói vừa dứt lời thì thấy Mộ Dung tri phủ treo lên vọng canh ở thành mà quát lên rằng, quân phản tặc kia bay không biết sỉ nhục, còn vác mặt đến đây toan lừa ta mở cửa thành cho ngươi nữa hay sao? Tần Minh ngạc nhiên kinh lạ mà hỏi rằng, Tần Minh này có điều gì mà tri phủ nói như vậy? Tri phủ lại quát lên rằng, có điều chi ngươi còn phải hỏi ta sao? Đêm hôm qua ngươi đem quân đến đánh thành không được, sao lại đốt nhà đốt cửa làm hại muôn dân,
Hiện nay ta đã sớ tấu triều đình, chỉ đợi nay mai bắt được ngươi là xé thây ra làm muôn đoạn thì mới cam tâm. Triều đình có phụ bạc gì ngươi mà ngươi nỡ bất nhân như vậy? Tần Minh cũng lấy làm ngạc nhiên mà đáp rằng: Tần Minh này thua thiệt mất cả quân mã, sau lại bị chúng bắt lên núi, đến giờ mới được thoát về đây. Đêm qua Hà Tằng có đánh thành bao giờ? Tri phủ quát lên rằng: Ta đây lại không được biết các đồ mũ giáp gậy ngựa của ngươi hay sao? Quân lính trên thành đây không ai không trông thấy chính ngươi cưỡi ngựa cầm côn xông pha trong đám lửa mà giết hại dân gian. Ngươi còn chối sao cho được? Ừ, cho rằng ngươi có thua mà bị bắt nữa thì 500 tên lính mang đi lại không có một đứa nào mà trốn về báo được hay sao? Bây giờ định đánh lừa ta mở cổng thành để ngươi vào cướp lấy vợ con mang đi. Nhưng phải biết rằng vợ con ngươi ta đã giết chết cả rồi, chỉ còn mấy cái thủ cấp đây kia, có xem thì bảo quân sĩ bêu lên cho mà nom thấy. Nói đoạn sai quân sĩ đem bêu đầu vợ con Tần Minh lên cho xem. Tần Minh là một người nóng tính, khi trông thấy đầu vợ con bị chém chết thì đùng đùng phẫn uất, không biết nói làm sao cho được. Bấy giờ trên thành bắn tên đạn như mưa, Tần Minh bất đắc dĩ phải quay mình chạy lánh ra ngoài. Khi nom ra thấy trên mặt đất ở ngoài thành còn lốm đốm một vài nơi chưa dứt khói lửa, chàng quanh đi quẩn lại nghĩ ngợi một mình, những muốn tìm nơi mà tự tử cho xong. Hồi lâu chàng liền gióng cương ngựa mà lững thững đi theo con đường khi trước. Đi được 10 dặm đường, chợt thấy trong đám rừng cây trước mặt có một tội nhân mã đi ra, và có 5 vị hảo hán đều cưỡi ngựa buông cương đi trước. 5 người ấy tức là Tống Giang, Hoa Vinh và 3 anh em Yến Thuận dẫn một toán 200-300 lô la đến đó. Bấy giờ Tống Giang trông thấy Tần Minh liền nghiêng mình cúi chào mà hỏi rằng: Sao tổng quản không trở lại phủ Thanh Châu mà một mình một ngựa vơ vẩn toàn đi đâu bây giờ? Tần Minh nghe hỏi, mặt hầm hầm đầy những nộ khí mà đáp rằng: Không biết thằng giặc cướp trời tru đất diệt nào, nó ăn mặc giả mạo như tôi rồi đem quân về đánh thành, đốt hại nhà cửa của lương dân, làm cho vợ con tôi bị chết lây vì nó, khiến tôi đây cũng lên trời hết lối, xuống đất không đường, không biết làm sao cho được. Bây giờ nếu vớ được thằng ấy thì thế nào cũng đánh cho nó một mẻ, gọi là gãy hết gậy mới thôi. Tống Giang mỉm cười đáp rằng: Dám thưa tổng quản, tôi có câu chuyện này, song ở đây không tiện nói ra, vậy xin đón ngài hãy về qua sơn trại rồi sẽ bẩm rõ với ngài. Tần Minh đương lúc phẫn uất vô lưu, bất đắc dĩ cũng phải nghe lời mà theo 5 người cùng thẳng dong về núi Thanh Phong. Khi về tới sơn trại, bọn tiểu lâu la đã sắp sẵn các thứ rượu chè ở trên tụ nghĩa sảnh để đợi. 5 vị hảo hán mời Tần Minh ngồi ở ghế rồi nhất tề quỳ xuống ở trước mặt Tần Minh. Tần Minh thấy thế cũng vội vàng quỳ xuống đáp lễ. Tống Giang bắt đầu nói lên rằng: Dám xin tổng quản tha lỗi cho. Hôm qua tổng quản không có lòng hạ cố, nhất định không chịu lưu lại sơn trại ở đây. Bởi vậy Tống Giang định ra một kế, cho tên lâu la hơi giống tướng Dạng, ăn mặc các đồ mũ giáp, cùng cưỡi ngựa cầm quân khí của ngài mà dẫn quân về đánh phủ Thanh Châu, lại cho Yến Thuận, Nụy Hổ đem 50 người đi giúp sức, giả làm tổng quản định vào đánh thành để cướp lấy vợ con, rồi sau lại đốt nhà giết người để dứt hẳn lối về của tổng quản. Cái đó đều là tội của chúng tôi, vậy nay chúng tôi mời ngài đến đây để xin tha thứ cho. Tần Minh nghe nói như xé đứt ruột gan, toàn đứng lên đánh nhau với bọn Tống Giang cho hả dạ. Xong một là vì cùng một tinh tú giáng sinh, tính tình rất hợp. Hai là bị bọn họ lấy lễ phép bó buộc, không sao trở mặt cho đành. Ba là có ra oai cũng khó lòng địch nổi bọn họ. Bởi vậy Tần Minh đành phải nén lòng tức giận mà nói lên rằng: Anh em các ông làm thế, vẫn biết có lòng tốt muốn lưu Tần Minh ở lại chốn này, song chỉ thiệt riêng cho Tần Minh là vợ con chết cả, không còn lấy gì làm thú ở đời. Như thế phỏng có độc địa hay không? Tống Giang đáp rằng: Nếu không làm như thế, khi nào huynh trưởng nỡ dứt lòng mà đến đây cho được?
Hiện nay Hoa Vinh có một người em gái, tư chất cũng hiền tuệ hơn người. Vậy nếu huynh trưởng có ưng thuận, thì xin cho sắm sửa tư trang mà làm lễ tục huyền ngay lập tức. Huynh trưởng nghĩ sao? Tần Minh thấy bọn kia hết lòng kính ái như vậy, thì cũng hơi nguôi tấm lòng mà không còn nói năng gì nữa. Bấy giờ Hoa Vinh đứng dậy, mời Tống Giang vào ghế giữa, rồi Tần Minh, Hoa Vinh, ba vị hảo hán, y theo thứ tự mà ngồi, đoạn rồi kéo cờ nổi hiệu, chè chén vui mừng và cùng nhau thương nghị để đánh trại Thanh Phong. Tần Minh nói với mọi người rằng, việc đó rất là dễ dàng, các ông không cần phải quan tâm. Nguyên Hoàng Tín là người thuộc hạ của tôi, khi trước tôi có dạy bảo các môn võ nghệ, cùng tôi là rất thân mật. Vậy ngày mai tôi đến đó thuyết cho anh ta nhập bọn, rồi sẽ đem bảo quyến của Hoa Vinh sang đây và bắt vợ con Lưu Cao để báo thù cho huynh trưởng. Như thế thì phỏng được chăng? Tống Giang cả mừng mà rằng, nếu được tổng quản giúp sức cho như thế thì còn gì hơn nữa. Nói đoạn lại cùng nhau chè chén cho đến chiều mới tan. Nói về Hoàng Tín, từ khi báo quan phủ Thanh Châu rồi, sai bắt dân phu cùng lính trại, hết sức canh phòng cẩn mật và sai đi dò la tin tức các nơi. Chàng đợi luôn mấy hôm, không thấy phủ Thanh Châu đem binh đến cứu, trong lòng lấy làm lo sợ nghi ngại, không biết xử trí ra sao. Chợt một hôm thấy quân sĩ vào báo rằng, có quan tổng quản Tần Minh một mình một ngựa đến gọi mở cửa ở ngoài trại. Hoàng Tín nghe báo, vội vàng lên ngựa ra xem, quả nhiên chỉ có Tần Minh một mình một ngựa đứng đợi ở ngoài, không có một ai theo hầu hết thảy. Chàng liền truyền quân sĩ mở trại, bỏ đích kiều xuống để đón Tần Minh vào. Khi đến công sảnh ở đại trại, Hoàng Tín mời Tần Minh ngồi, rồi hỏi rằng, chẳng hay tổng quản cớ sao mà lại một mình tới đây như vậy? Tần Minh liền đem chuyện bị thua hôm trước thuật lại cho Hoàng Tín nghe và nói rằng, cập thời Vũ Tống Công Minh là một người trọng nghĩa khinh tài, thiên hạ ai cũng biết. Hiện nay tôi đã vào đảng ở trại Thanh Phong, nay đến đây nói với Hoàng quân để cùng đến đó nhập bọn cho vui, can chi lưu luyến chốn này để chịu người ta đẻ nén. Hoàng Tín nghe nói liền đáp rằng, Hoàng Tín tôi vợ con chưa có, cũng không hệ lụy điều gì, và chăng đã có ân quan ở đó thì lẽ nào tôi lại không theo. Nhưng trước đây không thấy nói Tống Công Minh ở đó, mà sao bỗng dưng lại đến ngay đấy được? Tần Minh cười nói, ấy chính là anh Hổ Trương Tam ở Vận Thành mà bác toan giải hôm trước đó. Bấy giờ ông ta sợ nói tên thực ra thì vỡ chuyện, nên phải nói dối là Trương Tam. Hoàng Tín nghe nói đập chân xuống đất mà than rằng, chết nỗi, nếu bấy giờ tôi biết ông ta là Tống Công Minh thì đã tha ngay rồi, còn đâu sinh ra lắm sự lôi thôi. Cái đó chẳng qua là nể mặt Lưu Cao mà suýt nữa nguy mất một người nghĩa sĩ. Đương khi hai người bàn định với nhau để sắm sửa ra đi, thì bỗng thấy có tin báo hai đường quân mã ở đâu đến đánh trại. Hai người nghe báo, vội vàng cùng nhau lên ngựa để ra cửa trại nghênh địch. Mới hay, lòng người ai bán mà mua, xưa nay mấy kẻ lọc lừa nên thân, ở đời có oán có ân, biết đời phải lựa đồng cân cho đều. Hay chi những thói ngoa điêu, gây nên thảm họa trăm chiều tại ai. Một phen khói lửa tung trời, thành xương vũng máu hỏi đời biết chăng. Hồi thứ 34. Nơi lữ điếm, Thạch Dũng đưa thư. Vũng Lương Sơn, Hoa Vinh bắn nhạn. Bấy giờ Tần Minh cùng Hoàng Tín đi ra cổng trại, trông thấy hai đường quân mã rất đông. Một đường là Tống Giang với Hoa Vinh, một đường là Yến Thuận, Vương Nụy Hổ, đều dẫn hơn 100 người kéo đến. Khi tới nơi, Hoàng Tín vội mở cổng trại, bỏ đích kiều xuống để đón hai đường binh mã cùng vào trong trại. Tống Giang truyền lệnh cho bọn lô la không được phép giết hại bất kỳ một người dân hay người lính nào trong trại đó, lại truyền cho vào trại bên nam bắt hết cả nhà Lưu Cao để giết,
Vương Nụy Hổ được lệnh ấy, vội vàng đến đó cướp lấy vợ Lưu Cao cùng các thứ kim ngân tài vật. Lừa ngựa trâu dê thì giao cho đám lâu la thu nhặt để tải về. Hoa Vinh trở về nhà thu dọn các đồ đạc, xếp vào xe tải và bảo vợ cùng em gái sắm sửa ra đi. Công việc thu xếp đâu đấy yên ổn rồi, mấy vị hảo hán cùng nhau đóng ngựa áp tải các đồ vật mà trở về sơn trại. Khi về tới sơn trại, Vương Nụy Hổ vội đem vợ Lưu Cao giấu vào trong tư phòng. Yến Thuận thấy vậy liền hỏi rằng: "Con đàn bà đê tiện ấy đem đi giấu làm gì?" Vương Nụy Hổ đáp rằng: "Phe này đã bắt được về tới đây, xin để cho tôi làm phu nhân áp trại." Yến Thuận nói: "Đành rằng để cho bác làm phu nhân áp trại, xong hãy đem ra đây cho tôi hỏi đã." Tống Giang bảo với mọi người rằng: "Chính tôi cũng đương muốn hỏi chuyện nó, xin hãy đem ra đây." Vương Nụy Hổ vâng lời, cho gọi chị chàng ra trước cửa sảnh. Chị chàng kia khóc lóc kêu van, xin tha tính mạng. Tống Giang quát lên rằng: "Giống gian dâm này, còn nỉ non về nỗi gì nữa? Ta nghĩ mày là một người vợ con nhà quan, nên mới cứu cho thoát nạn. Ai ngờ mày đem lòng tàn ác mà toan hại ta. Đổ vong ân bội nghĩa thì trời đất nào dung thứ được." Yến Thuận đứng phát dậy nói rằng: "Giống dâm phụ ấy còn hỏi làm gì nữa." Nói đoạn rút dao lưng ra, chém cho một nhát ngã gục xuống đó. Vương Nụy Hổ thấy vậy, trong lòng lấy làm tức giận vô cùng, liền vớ một thanh đao toàn đánh nhau với Yến Thuận. Bọn Tống Giang đứng dậy vội vàng giữ lại, khuyên bảo Vương Nụy Hổ rằng: "Yến Thuận giết đứa dâm phụ ấy là phải lắm. Bác phải biết rằng tôi hết sức cứu nó, cho vợ chồng lại được đoàn tụ với nhau, thế mà nó còn trở mặt xui chồng toàn hãm hại tôi. Con người như thế nếu để về sau tất là nguy hiểm. Vậy sau đây tôi xin tìm cho bác một người rất là xứng ý, đừng nên nghĩ đến con người ấy làm gì." Yến Thuận cũng bảo Vương Nụy Hổ rằng: "Nếu anh còn muốn để con đàn bà ấy về sau, tất nhiên có phen nó lại hại chứ không chơi." Vương Nụy Hổ bị can như vậy thì nín lặng không biết nói làm sao được. Yến Thuận gọi lâu la khiêng bỏ xác, rửa sạch huyết tính rồi lại sai dọn tiệc ăn mừng. Ngày hôm sau, Hoa Vinh mời Tống Giang, Hoàng Tín làm chủ hôn. Yến Thuận, Vương Nụy Hổ và Trịnh Thiên Thọ làm nhà mối để làm lễ thành hôn cho em gái lấy Tần Minh. Bao nhiêu lễ vật đều tự Hoa Vinh xuất tiền mãi biện. Đoạn rồi cùng nhau ăn uống vui chơi 3-4 ngày, rất là thỏa thích. Cách 5-7 hôm, thấy Lâu La đi thám sự về báo rằng quan phủ Mộ Dung hiện đã đệ công văn lên phủ Trung Thư tâu rõ về việc Hoa Vinh, Tần Minh, Hoàng Tín làm phản và xin đại đội binh mã nay mai đánh dẹp núi Thanh Phong. Các vị hảo hán nghe báo cả kinh, liền cùng nhau bản định mưu kế để cự địch quân quan. Tống Giang nói với chúng rằng: "Ở đây là một nơi sơn trại tầm thường, lỡ ra quan quân kéo đến thì cũng khó lòng cự địch. Vậy tôi có một kế này, chẳng hay các ngài có ưng thuận thế chăng?" Mọi người đều nói rằng: "Huynh trưởng có kế gì, xin cứ nói cho nghe." Tống Giang nói: "Gần đây có một nơi là Lương Sơn Bạc, bên trong có thành Uyển Tử, có vụng Lưu Nhi, dài rộng 800 dặm. Hiện có Tiểu Thiên Vương tụ rất đông quân ở đó. Quan quân không hề dám xâm phạm đến nơi. Vậy chúng ta đến đấy nhập bọn thì có lẽ tốt hơn." Tần Minh nói: "Nếu được những chốn như thế thì còn gì hơn nữa. Nhưng bây giờ không có ai quen biết mà tiến dẫn ta lên thì có khi nào họ chịu nhận?" Tống Giang cả cười, liền đem chuyện Tiểu Thiên Vương cướp lễ sinh nhật cho đến khi đưa vàng tạ ơn, rồi đến nỗi xảy ra chuyện giết hại Diêm Bà Tích, lênh đênh lưu lạc giang hồ, thuật lại cho mọi người nghe. Tần Minh nghe nói cả mừng đáp rằng: "Nếu vậy, huynh trưởng là đại ân nhân của bọn họ thì còn ngại gì đến chuyện khác, ta nên mau mau thu xếp đi ngay, kẻo chậm trễ tất nhiên lỡ việc." Nói đoạn chúng lập tức xếp mười mấy cỗ xe và cộng có 2-3 cỗ ngựa tốt đều để tải đi.
Còn đám lô la, kẻ nào không muốn theo thì cho tiền nong đi tìm chỗ khác, kẻ nào muốn theo thì biên vào sổ quân. Bấy giờ tính cả quân lính của Tần Minh đem đến, cộng được 400-500 người, chia làm 3 đội, đều giả dạng quân quan đi đánh Lương Sơn Bạc. Khi thu xếp xong đâu vào đấy, các hảo hán đều đốt bỏ sơn trại, chia quân làm 3 đội. Tống Giang cùng Hoa Vinh dẫn 450 tên lô la và 40 tên kỵ mã, hộ tống 57 cỗ xe đi trước. Tần Minh, Hoàng Tín dẫn 890 quân ngựa cùng mấy cỗ xe đi đội thứ nhì. Yến Thuận, Vương Lụy Hổ cùng Trịnh Thiên Thọ dẫn 450 cỗ xe và hơn 200 lô la đi đội thứ ba, trông chừng thẳng trò Lương Sơn Bạc. Trong khi đi đường, các cờ hiệu đều rõ là quan quân đi đánh giặc, vì thế mà không ai dám ngăn trở đường đi. Đường đi được 5-7 ngày, một hôm Tống Giang cùng Hoa Vinh cưỡi ngựa đi trước, bọn quân mã áp tải người nhà đi sau. Cách ước 20 dặm đường, khi đến một nơi gọi là Đối Ảnh Sơn, có hai tòa núi ở hai bên, khoảng giữa là một khu đất rộng phẳng. Chợt nghe trong núi có tiếng thành la đánh ầm cả lên. Hoa Vinh thấy vậy, bảo với Tống Giang rằng: "Chỗ này chắc có cướp bóc ra ngăn đường, ta phải phòng bị chống cự mới được." Nói đoạn liền cắp gươm vào nách, lấy cung tên ra, sắm sửa cẩn thận, rồi lập tức sai quân kỵ thôi thúc hai toán xe ngựa đằng sau, kéo lên gióng vào một nơi. Đoạn rồi Hoa Vinh cùng Tống Giang dẫn hơn 50 tên quân kỵ đi thám thính đường lối. Đi được dài nửa dặm đường, chợt thấy phía trước mặt có một toán quân mã ước hơn 100 người, mặc toàn áo đỏ, giáp đỏ. Có một tráng sĩ mặc áo đỏ, hoành tay kích, ngồi trên mình ngựa, quát to lên rằng: "Hôm nay ta quyết cùng ngươi một trận, xem ai được ai thua." Đoạn rồi thấy đằng sau núi, trông thấy ước 100 nhân mã, đều mặc áo trắng, giáp trắng, cầm thiên phương họa kích cưỡi ngựa đi trước. Đôi bên cờ trắng đỏ phất phới, chiêng trống vang lừng. Hai bên tráng sĩ cùng dương kích, sông ngựa lẳng lặng ra giữa khoảng đất rộng, đánh nhau tới hơn 30 hiệp, chưa ngã được thua. Hoa Vinh cùng Tống Giang ngồi trên mình ngựa, nom ra, liền lắc đầu khen ngợi luôn mồm. Sau Hoa Vinh đánh ngựa, đi gần đến chỗ đánh nhau, thấy hai tráng sĩ đường hàng hái ra sức, hai cây kích loáng nhoáng như hai cành phan bị gió thổi, rồi bỗng dưng hai cái ngù ở trên đầu kích quấn chặt lấy nhau, không sao mà gỡ ra cho được. Hoa Vinh ngồi trên mình ngựa thấy vậy thì liền kìm cương ngựa lại, tay tả vớ lấy cây cung trong túi phi ngư, tay hữu vớ lấy một mũi tên trong tẩu thú, rồi đặt tên lên cung, giang tay thẳng cánh nhằm giữa mối hai cái ngù xoắn vào với nhau mà bắn ra một phát đứt hẳn làm đôi, tung đôi kích ra mỗi đằng một ngả. Tội hơn 200 người trông thấy thì vỗ tay reo ầm cả lên. Hai tráng sĩ cũng dừng tay kích, quay ngựa xông đến trước mặt Hoa Vinh, đều cúi chào mà xin hỏi tên người bắn giỏi. Hoa Vinh trỏ vào Tống Giang mà nói rằng: "Người nghĩa huynh tôi đây là cập thời Vũ Tống Công Minh, làm áp ti ở huyện Vận Thành khi trước. Còn tôi đây là tiểu lý Quảng Hoa Vinh, làm chi trại ở trấn Thanh Phong." Hai tráng sĩ nghe nói, vội vàng nhảy xuống ngựa, bỏ tay kích ra, rồi lại lấy lệ để mà nói rằng: "Chúng tôi được nghe tiếng đã lâu." Tống Giang cùng Hoa Vinh xuống ngựa, đỡ hai người dậy mà hỏi rằng: "Xin hỏi cao tính đại danh của hai vị tráng sĩ." Người mặc áo hồng đáp: "Chúng tôi họ Lã tên Phương, người ở Đàm Châu, bình sinh chỉ thích theo đòi như lã bố. Nhân tập đánh cây thiên phương họa kích, rồi ai cũng gọi tên là Tiểu Ôn Hầu Lã Phương. Sau nhân đi bán thuốc tới đất Sơn Đông, bị thua lỗ, mất cả tiền nong, không thể nào trở về cố hương được, đành phải tạm trú ở đây để kiếm ăn về nghề cướp bóc. Giờ đâu có một tay tráng sĩ này ở đâu mới đến, muốn cướp lấy sơn trại của Lã Phương. Lã Phương muốn dàn xếp cho mỗi người một núi, mà tráng sĩ nhất định không nghe, bởi thấy hai bên đánh nhau kể đã mấy hôm nay, chưa ai chịu nhường nhịn ai cả." Tống Giang lại hỏi tên họ người mặc quần áo trắng. Người kia nói rằng: "Chúng tôi họ Quách tên Thịnh, người ở Gia Lăng, thuộc Tứ Xuyên. Trước đây có học võ nghệ của Trương Đề Hạt, đất Gia Lăng, luyện được cây kích tinh thạo, người ta thường gọi là
kiển nhân quý Quách Thịnh. Nhân trước đi buôn thủy ngân, đắm thuyền hết vốn. Sau nghe nói ở Đối Ảnh Sơn đây có người đánh kích rất giỏi, mới đến chiếm Sơn Lâm để cướp bóc, kiếm ăn. Bởi vậy muốn qua đây thử ngón xem sao. Dè đâu cùng nhau đối địch luôn mấy ngày, cũng chưa phân được thua. Nay cũng là sự bất thình lình gặp được hai ngài ở đây, thật là hạnh phúc. Tống Giang nghe nói, lấy làm vui mừng, liền đem chuyện mình nói với hai người biết và lại bảo rằng, cũng là dịp may mà tôi được gặp hai vị ở đây. Vậy tôi muốn khuyên cho đôi bên hòa giải, chẳng hay các ngài có bằng lòng không? Hai người đều cả mừng mà vâng lời. Bây giờ mấy đội nhân mã ở đằng sau cũng vừa tới đó. Tống Giang cùng Hoa Vinh dẫn hai người để tiếp kiến mấy vị hảo hán kia. Đoạn rồi Lã Phương mời lên núi để tiếp đãi. Ngày hôm sau, Quách Thịnh cũng mời sang núi để làm rượu khao mừng. Tống Giang liền bàn với hai người để cùng lên Lương Sơn Bạc ở với tiểu cái Thiên Vương. Hai người đều vui lòng theo nhận, rồi lập tức thu thập người ngựa, sửa sang vật liệu để cùng nhau khởi trình. Đường khi sắp sửa đi, thì bỗng Tống Giang bảo chúng rằng, hãy thăm thả, không thể đi được. Nay mình đem tới 400-500 nhân mã tới Lương Sơn, bọn họ thế nào cũng có người dò thăm tin tức. Thẳng hoặc họ cho là mình đánh lấy Lương Sơn thật thì bấy giờ không phải chuyện chơi. Vậy để tôi cùng Yến Thuận xin đi trước bảo cho họ biết, rồi các vị sẽ chia làm 3 đội lục tục đi sau. Tần Minh, Hoa Vinh cùng mọi người đều khâm phục là phải, liền lui quân chia toán đi sau. Tống Giang cùng Yến Thuận mỗi người cưỡi một con ngựa, dẫn 15 tên tùy hành đi trước. Đi được 2 ngày đường, bỗng một buổi trưa hôm kia, đến một tiểu điếm ở bên cạnh đường Cái Quan. Tống Giang cùng Yến Thuận bèn vào nghỉ để ăn uống. Khi vào tới trong điếm, thấy có một chỗ ngồi ăn hơi rộng, còn mấy nơi khác đều là chật hẹp cả. Trong một chỗ rộng đã có anh chàng, mình dài 8 thước, sắc mặt hơi vàng, hai mắt lờ đờ, có một hàng ria thưa thớt, đầu đội khăn mỏ lớn, mình mặc áo chỉu đen, lưng thắt dây bao trắng, dưới chân quấn lá đáp, đi đôi giày gai, dựng thanh gậy một bên và để cả một bọc hành lý vào đầu bàn mà ngồi ở đó. Bây giờ Tống Giang cùng Yến Thuận gọi Tiểu Bảo đến mà bảo rằng, ta đi đây có đông người theo hầu, vậy hai chúng ta vào ngồi trong kia, rồi ngươi nói với người khách kia nhường chỗ rộng ấy cho bọn người nhà họ ngồi uống rượu. Nói đoạn, Tống Giang cùng Yến Thuận vào ngồi ở trong, dặn Tiểu Bảo lấy rượu thịt cho bọn hầu ăn trước. Tên Tiểu Bảo thấy bọn theo hầu đứng đông chặt cả nhà, liền đến bên cạnh người ngồi một mình kia mà nói rằng, phiền bác làm ơn nhường chỗ rộng này cho bọn người nhà hai vị quan nhân trong kia ngồi một chút. Chàng kia nghe gọi mình là bác thì cau mặt mà đáp rằng, đến trước ngồi trước, đến sau ngồi sau, người nhà quan nhân nào mà bảo nhường chỗ, lão già không nhường cho ai cả. Yến Thuận nghe thấy vậy liền bảo với Tống Giang rằng, thằng cha này vô lễ quá. Tống Giang gạt đi rằng, mặc xác hắn, mình chấp làm gì. Bây giờ anh chàng kia quay vào nhìn Yến Thuận cùng Tống Giang mà tủm tỉm cười nhạt. Tên Tiểu Bảo lại nói với chàng ta rằng, bác xét cho chỗ hàng quán buôn bán đổi giúp sang chỗ khác một tí đã hại gì. Anh chàng kia cả giận, vỗ tay lên bàn quát rằng, thằng danh con sức thật, khinh lão gia có một mình, bắt phải đổi chỗ ngồi hay sao? Mày phải biết, có vua đi đến đây, lão già cũng không đổi. Nói to là đánh luôn bây giờ. Nào tôi đã nói gì? Mày dám nói gì mà nói? Yến Thuận thấy vậy, trong lòng không sao nhịn được, liền nói lên rằng, anh chàng này nói đáo đẻ chứ, không đổi thì thôi, làm gì mà dối lên thế? Anh chàng kia đứng phát dậy, vớ lấy thanh đao mà nói rằng, tao nói nó, không việc gì đến nhà anh, lão ra đây khắp trong thiên hạ, chỉ nể có hai người, còn ngoài ra đạp chân lên mà dẫm xuống đống bùn cả. Yến Thuận tức mình, vớ lấy cái ghế ngồi, cũng đứng phát dậy, toàn đánh. Tống Giang nghe khẩu khí anh chàng kia, cũng không phải tay vừa, liền đứng chắn ngang,
khuyên giải cả đôi bên, rồi nói lên rằng: Xin các ông đừng lôi thôi nữa, tôi xin hỏi ông này, vừa rồi ông nói rằng trong thiên hạ ngày nay có hai người là ông trỏ vào ai đó? Anh chàng kia nói: Tôi nói ra đây chắc các bác cũng phải kinh sợ chứ không chơi. Vâng, ông cứ cho tôi được biết tên hai người đó. Nghe, một người là con cháu Sài Thế Tôn ở quận Hoành Hải, tên là Tiểu Toàn Phong Sài Tiến, Sài Đại Quan Nhân. Tống Giang nghe nói sẽ gật đầu mà hỏi luôn rằng: Còn một người nữa là ai? Một người nữa lại to lắm nữa. Người này là Sơn Đông Cập Thời Vũ Tống Công Minh, làm áp ti ở huyện Vận Thành khi trước. Tống Giang nghe đến đó thì trông Yến Thuận mà tủm tỉm sẽ cười. Yến Thuận cũng bỏ cái ghế xuống mà tươi hẳn nét mặt lại. Anh chàng kia lại tiếp luôn rằng: Lão già chỉ chờ có hai người ấy, còn ngoại giả cho đến Tống Đại Hoàng Đế cũng không cần. Tống Giang nói: Khoan, tôi nói câu này, hai người ấy tôi đây cũng có biết cả, ông cứ ngồi đây rồi sẽ gặp hai người ấy. Anh chàng kia nói rằng: Nếu ông đã biết thì tôi cũng không giấu làm gì. Cách 3 năm trước tôi đây có ở nhà Sài Đại Quan Nhân hơn 4 tháng trời, duy chưa được gặp Tống Công Minh mà thôi. Vậy ông muốn gặp Hắc Tam Lang hay sao? Hiện nay tôi đương đi tìm ông ta đây. Ai bảo ông đi tìm? Người anh em ông ta là Thiết Phiến Tử Tống Thanh có đưa ra thư cho tôi để tìm đến ông ta. Tống Giang nghe nói cả mừng, liền vội chạy đến ôm lấy chàng kia mà nói rằng: Thế mới biết hữu duyên nghìn dặm cũng gần, vô duyên giáp mặt khó phần gặp nhau. Chẳng giấu gì, chính tôi là Hắc Tam Lang Tống Giang đây. Anh chàng ngây người nhìn kỹ Tống Giang một lượt rồi thụp xuống lại mà nói rằng: Nếu vậy thì may quá, trời xanh xui khiến được gặp ca ca, bằng không thì tiểu đệ lại phải đến Khổng Thái Công một phen trung quy vô ích. Tống Giang kéo chàng kia vào trong mà hỏi rằng: Ở nhà tôi lâu nay có việc gì không? Chàng kia ung dung đáp rằng: Dám bẩm ca ca, tôi họ Thạch tên Dũng, người phủ đại danh, bình sinh thích đánh bạc nên họ thường gọi là Thạch Tướng Quân. Sau nhân trong đám bạc mà đánh chết người, phải trốn sang Sài Đại Quan Nhân để ở. Xưa nay thường nghe tiếng ca ca, bèn đến huyện Vận Thành để tìm. Dè đâu ca ca bận việc đi vắng, duy có Tứ Lang ở nhà. Tứ Lang thấy đệ thăm hỏi ân cần, liền mách cho chỗ ca ca ở tại nhà Khổng Thái Công bên núi Bạch Hổ, và có gửi bức thư cho đệ mang đến đây. Tống Giang nghe nói trong bụng hơi ngờ ngợ, hỏi Thạch Dũng rằng: Khi bác qua nhà tôi ở đấy mấy ngày, có gặp phụ thân tôi không? Tôi chỉ ở đó một tối rồi đi ngay, không thấy Thái Công đâu cả. Tống Giang lại nói chuyện nhập đảng ở Lương Sơn cho Thạch Dũng nghe. Thạch Dũng nói rằng: Tôi vẫn biết tiếng ca ca là người trọng nghĩa khinh tài, vậy phen này ca ca lên ở Lương Sơn tất nhiên cũng cho tiểu đệ đi theo. Cái đó có khó gì, hãy ngồi đây chơi nói chuyện một lúc đã. Nói đoạn liền trỏ Yến Thuận cho Thạch Dũng biết, rồi gọi Tiểu Bảo đem rượu lên. Thạch Dũng đứng dậy mở gói hành lý, đưa bức gia thư cho Tống Giang. Tống Giang tiếp lấy bức thư, nom ngoài phong bì không thấy có hai chữ bình an, trong lòng càng lấy làm ngờ vực, vội mở ngay phong thư ra để đọc. Chàng lược xem bức thư, thấy viết mấy chữ: Thân phụ bị bệnh, tạ thế đầu tháng giêng năm nay, hiện còn đình cữu trong nhà, chỉ đợi ca ca về sẽ làm lễ an táng. Vậy ca ca sớm liệu trở về, chớ để em mong lỡ việc. Em khấp huyết bái thư. Tống Giang đọc xong ngã ngất người ra, rồi ôm bụng mà kêu lên rằng: Thằng con bất hiếu này làm nên những tội ác dở dang, để đến nỗi cha già bị chết không được chọn đạo làm con, như thế có khác gì giống súc sinh kia nữa. Nói đoạn đập đầu vào vách mà khóc to lên. Yến Thuận, Thạch Dũng vội vàng chạy đến ôm Tống Giang. Tống Giang khóc lóc hôn mê hồi lâu mới tỉnh, liền bảo Yến Thuận, Thạch Dũng rằng:
Tôi đây không phải có bạc tình với anh em, song trước đây tức lòng chỉ vương vất có cha già ở đó. Tới nay cha già đã mất thì thế nào cũng phải trở về ngay, để các ông cứ việc vào Lương Sơn bạc mới được. Yến Thuận khuyên rằng, nay chẳng may Thái Công đã mất, nếu ca ca có trở lại nhà, cũng khó lòng được trông thấy mặt. Thiên hạ có bố mẹ nào mà sống mãi được với con. Vậy xin ca ca hãy thư thả khoan tâm, dẫn anh em chúng tôi lên núi, rồi anh em chúng tôi cùng đến Sơn Trang. Thế chẳng hóa ra ổn tiện lắm không? Rắn không đầu làm sao đi được? Vậy nếu nhân huynh trở về, thì đến đó ai chịu thu nhận chúng tôi? Tống Giang gạt đi rằng, nếu tôi đưa các ông lên núi rồi mới trở về thì mất nhiều ngày quá, không thể nào làm như thế được. Nay tôi xin viết một phong thư nói rõ tình hình mọi lẽ, để các ông đem cả Thạch Dũng tới đó vào bọn Lương Sơn Bạc, còn tôi phải về ngay mới được. Nếu không biết đến thì thôi, nay đã biết đến thì một ngày đằng đẵng coi tựa mấy thu, không cần ngựa nghẽo, không cần người theo, chỉ một mình tôi phải về ngay lập tức mới yên. Hai người cố tình lưu giữ không được, Tống Giang lập tức gọi Tiểu Bảo đem mượn bút mực, vừa sụt sùi vừa viết phong thư ân cần dặn dò ở trong, rồi không kịp dán phong bì mà đưa ngay cho Yến Thuận. Đoạn rồi cởi lấy lá đáp cùng giày gai của Thạch Dũng cuốn vào chân, lấy một ít tiền bạc, dắt con dao lưng và cầm lấy thanh gậy của Thạch Dũng, toàn lập tức đi, không ăn uống chút gì vào miệng. Yến Thuận dìu lại mà rằng, ca ca đợi Tần Tổng Quản cùng Hoa Chi Trại đến đây, rồi đi cũng được, làm gì mà phải tháo thứ thế? Tống Giang nói, tôi không thể nào đợi chờ được nữa, bức thư của tôi đây rồi, không ngại điều gì. Hiền đệ Thạch Dũng khá nói chuyện đầu đuôi cho mọi người biết và từ tạ anh em giúp tôi. Tôi bây giờ làm thế nào mà một bước nhảy về ngay được tới nhà thì mới thỏa lòng được. Nói xong cắm đầu cắm cổ mà ngần ngừ thẳng bước ra đi. Bấy giờ Tống Giang ra đi, rồi Yến Thuận, Thạch Dũng cùng nhau ăn uống một lúc, trả tiền hàng mà kéo nhau ra đi. Thạch Dũng cưỡi ngựa của Tống Giang cùng Yến Thuận dẫn lũ theo hầu, đi được 5-7 dặm đường, tìm vào một hàng cơm để nghỉ. Vào khoảng buổi trưa hôm sau, 3 bộ quân mã cũng đều tiếp đến. Yến Thuận, Thạch Dũng tiếp mấy vị hảo hán rồi đem chuyện Tống Giang cho mọi người nghe. Các vị hảo hán nghe nói đều trách Yến Thuận không biết lưu Tống Giang ở lại. Thạch Dũng bảo với mọi người rằng, Tống ca ca nghe nói phụ thân mất thì vội vàng vật vã khóc lóc rồi sục sạo ra đi, không thể nào mà lưu lại được. Hiện có viết một bức thư để lại đây, dặn chúng ta cứ mau mau lên núi, không ngại điều gì hết thảy. Hòa Vinh cùng Tần Minh xem thư xong, bàn với mọi người rằng, bây giờ vơ vẩn giữa đường, tiến thoái đều khó, trở về không được mà cùng nhau chia rẽ ở đây, tức là không tiện. Vậy bất nhược, ta cứ đến đấy xem sao. Nói đoạn, liền kể 9 vị hảo hán cùng đi, làm một toán 400 quân mã kéo đến Lương Sơn. Khi tới gần Lương Sơn, tới một khu rừng bên cạnh bờ lau, chợt thấy trên mặt nước có tiếng chiêng trống vang trời, cờ bay phất phới, rồi thảy trong đám vũng nước có 2 chiếc khoái thuyền đi ra. Một chiếc thuyền đi trước có 40-50 tiểu lâu la và một vị đầu lĩnh. Báo tử đầu Lâm Sung ngồi trước mũi thuyền, thuyền sau cũng 30-40 tên lâu la, một vị đầu lĩnh ngồi ở trên mũi thuyền là Phát Xích Quỷ Lưu Đường. Bấy giờ Lâm Sung trông thấy bọn kia đến, liền quát lên hỏi rằng, các ngươi quân quan ở đâu, dám đến đây thu bắt bọn ta? Các ngươi phải biết, bọn hào hán ở Lương Sơn Bạc đây, nếu trêu vào thì không một thằng nào sống được. Bọn Hoa Vinh, Tần Minh nghe nói vội vàng xuống ngựa, đứng trên bờ mà nói rằng, chúng tôi không phải là quan quân ở đâu, hiện có thư của Tống Công Minh ca ca đưa đến, xin vào nương tựa ở đại trại ở đây. Lâm Sung nghe vậy, liền nói rằng, nếu có thư của Tống Công Minh, thì xin mời các ngài đến tiểu điếm đằng kia sẽ tiếp kiến. Nói đoạn rồi đứng trên thuyền vẫy lá cờ xanh, có một con thuyền ở giữa đám bụi lau đi ra. Trong thuyền có 3 người ngư phủ, một người ngồi lại coi thuyền,
còn hai người lên bờ nói với bọn Hoa Vinh rằng: "Xin mời các vị tướng quân đi theo tôi đến đằng này." Đoạn rồi hai chiếc thuyền đều thổi còi lên hiệu, phất ngọn cờ trắng, nổi tiếng thanh la mà vụt đi mất. Mọi người trông thấy ngạc nhiên bảo nhau rằng: "Này mới thấy Lương Sơn Bạc danh bất hư truyền, trách sao quan quân không dám chạm đến đây, sơn trại của chúng ta bao giờ cho theo kịp được." Bấy giờ bọn Hoa Vinh đi theo người ngư phủ quanh trên con đường phẳng lặng rộng, một lát thì tới tiểu điếm Chu Quý. Chu Quý thấy chúng đến thì vui mừng đón tiếp, sai mổ hai con bò làm rượu mời bọn họ. Bọn Hoa Vinh đưa thư của Tống Giang cho Chu Quý xem. Chu Quý xem xong, bèn đến chốn Thủy Đình, bắn một phát tên vào đám lau để ra hiệu. Phút chốc, có Tiểu Lâu La chở một chiếc khoái thuyền ở trong đám lau đi ra. Chu Quý đưa thư cho Tiểu Lâu La và dặn dò đầu đuôi để lên báo trước sơn trại. Ngày hôm sau, quân sư Ngô Học Cứu dẫn 20-30 chiếc thuyền lớn ra tiểu điếm Chu Quý để đón tiếp mọi người. Ngô Học Cứu cùng Chu Quý mời 9 vị hảo hán đem các đồ hành lý, vợ con cùng nhân mã xuống thuyền để đi vào bến Kim Sa. Khi tới bến, đã thấy Tiểu Cái cùng các vị đầu lĩnh Lương Sơn đều ăn mặc nhung phục, dẫn phường nhạc ra đón tiếp. Tiểu Cái cùng 9 người bọn Hoa Vinh thi lễ, rồi cùng lên ngựa đưa về tụ nghĩa sảnh. Hồi đó, Bạch Nhật Thử, Bạch Thắng đã nhờ được mưu kế của quân sư Ngô Học Cứu mới vượt được ngục Tế Châu mà cùng về ở đó. Bọn Tiểu Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Lâm Sung, Lưu Đường, Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất, Đỗ Thiên, Tống Vạn, Chu Quý, Bạch Thắng đón bọn Hoa Vinh, Tần Minh, Hoàng Tín, Yến Thuận, Vương Anh, Trịnh Thiên Thọ, Lã Phương, Quách Thịnh và Thạch Dũng vào tụ nghĩa sảnh, rồi tự ngồi sang phía ghế bên tả. 9 vị hảo hán kia ngồi vào phía ghế bên hữu, hai bên phân tọa chỉnh tề, ở giữa đốt lò hương lớn, rồi các vị hảo hán cùng thể ước với nhau. Bọn Tiểu Cái sai giết trâu ngựa mở tiệc khao mừng và sai dọn phòng ốc ở sau núi để gia quyến các vị hảo hán ở, lại cho bọn thân nhân theo hầu các vị hảo hán mới đến đều dự tiệc cùng đám tiểu đầu mục ở sơn trại. Trong khi dự tiệc, Hoa Vinh cùng Tần Minh thay nhau xưng tán đức tốt của Tống Giang và đem chuyện báo ơn báo oán ở núi Thanh Phong thuật lại cho các vị đầu lĩnh nghe. Bọn Tiểu Cái nghe vậy, ai cũng có vẻ vui mừng. Sau khi nói chuyện Lã Phương, Quách Thịnh đánh nhau, Hoa Vinh bắn một mũi tên đứt đôi cái ngủ buộc kích, thì Tiểu Cái có ý không tin, liền ấp ứ đáp lại rằng: "Nếu có được tài bắn như vậy, thì hôm nào thử thí nghiệm xem sao." Ngày hôm ấy, đôi bên đều mở lòng uống rượu. Khi chén đã hơi say, các vị đầu lĩnh liền mời bọn Hoa Vinh đi quanh nom phong cảnh, rồi lát nữa lại vào dự tiệc. Các vị hảo hán cùng các vị đầu lĩnh đều dắt tay nhau dạo xem phong cảnh trước núi, rồi cùng nhau ra đến Đệ Tam Quan. Đường khi xem ngắm, chợt thấy tiếng chim hồng kêu ký két ở đằng xa bay lại. Hoa Vinh nghĩ thầm trong bụng rằng: "Tiểu Cái nghe ta nói bắn đứt cái ngủ buộc kích thì ra dáng không tin, vậy bất nhược tiện đây ta bắn thở một phát cho họ biết tay mới được." Hoa Vinh nghĩ đoạn, liếc mắt nom thấy trong bọn theo hầu đi đó có người đeo sẵn cung tên, chàng liền mượn lấy cung tên để bắn. Khi cầm lấy xem, thấy cây cung nô kim thước hoạch, ống ả dễ coi, chính là hợp ý cho Hoa Vinh. Chàng liền giơ cung cầm tên bảo với Tiểu Cái rằng: "Vừa rồi các vị đầu lĩnh thấy nói Hoa Vinh này bắn đứt dây ngủ buộc kích, nghe chừng có ý không tin, vậy nhân có hàng nhạn bay qua, tôi xin bắn một con để các ngài coi thử. Tôi định bắn con nhạn thứ ba bay ở trên kia, nếu không trúng thì xin các ngài đừng chê cười." Nói đoạn dương cung nhắm thẳng lên trên, bắn đến tách một cái, thì quả nhiên con nhạn thứ ba rơi xuống núi. Tiểu Cái sai quân nhặt về để xem, thấy mũi tên đúng giữa đầu con nhạn, ai nấy đều lấy làm kinh ngạc, bái phục là mũi tên thần. Ngô Học Cứu xưng tán Hoa Vinh rằng: "Cứ như tay thần của tướng quân,
thì không những ví với Tiểu Lý Quảng, dẫu đến ngày dưỡng giò cơ cũng khó lòng mà đọ được. Thật là may mắn cho Sơn Trại mà có ngài đến ở đây. Từ đó các vị đầu lĩnh đều lấy làm khâm phục Hoa Vinh, rồi cùng nhau trở vào yến hội. Ngày hôm sau, trong trại lại đặt tiệc ăn mừng và bàn định ngôi thứ các vị hảo hán mới tới. Tần Minh đáng lẽ ngồi trên đám đó, song có Hoa Vinh là anh vợ, nên các đầu lĩnh mời Hoa Vinh ngồi ghế thứ 5, vai dưới lâm sung, mà để Tần Minh ngồi ghế thứ 6, Lưu Đường thứ 7, Hoàng Tín thứ 8. Dưới ba anh em họ Nguyễn, song đến Yến Thuận, Vương Nụy Hổ, Lã Phương, Quách Thịnh, Trịnh Thiên Thọ, Thạch Dũng, Đỗ Thiên, Tống Vạn, Chu Quý và Bạch Thắng, cộng tất cả 21 vị đầu lĩnh cùng ngồi dự tiệc với nhau. Sau khi yến tiệc vui mừng, trong sơn trại lại chế thêm thuyền bè, nhà cửa, xe pháo, gươm giáo, cùng các đồ cung tên cờ giáp để phòng khi cự địch quân quan. Giang Sơn riêng một góc trời, cơ mưu trí dũng trên đời kém chi, sẵn sàng võ bị binh suy, cư an phải có tư nguy mới là. Bên kia Tống Giang từ khi chia tay cùng Yến Thuận, Thạch Dũng, liền vội vội vàng vàng đi gấp đường để trở về Cố Lý. Chiều hôm đó đi đến một tiểu điếm của Trương xã trưởng, vốn là một người tử tế với Tống Giang từ xưa nay, nay thấy Tống Giang đi xa mới về mà nét mặt buồn bã như triều thần nuốt hạt châu, liền có ý băn khoăn mà hỏi rằng: Áp Ti đi vắng hơn một năm nay, bây giờ mới về chơi nhà mà sao nét mặt buồn bã làm vậy? Chẳng hay trong bụng có gì không vui chăng? Bây giờ gặp việc quan tư đã tới kỳ ân xá, chắc là Áp Ti cũng được giảm tội đi rồi thì phải. Tống Giang đáp rằng: Lão thúc dạy phải lắm, tôi bây giờ việc quan tư cũng chẳng ngại gì. Duy phụ thân sinh ra tôi mới mất thì lẽ nào mà không đau khổ trong lòng. Trương xã trưởng nghe nói cả cười mà rằng: Áp Ti điên hay sao lại nói chuyện buồn cười như thế? Thái công nhà ngài vừa ngồi uống rượu ở đây, vừa mới về được một lúc rồi, sao lại nói lạ thế? Tống Giang ngạc nhiên nói rằng: Thúc thúc đừng nên nói lừa làm gì, tôi đưa thư cho thúc thúc xem. Đây là bức thư của Tống Thanh, viết rõ ràng là cha tôi mất dạo tháng giêng, chỉ đợi tôi về là làm lễ thiên táng đó mà. Xã trưởng cầm lấy thư xem, rồi vỗ tay mà kêu lên rằng: Quái lạ, sao lại có thế được? Chính lúc trưa cụ với Vương Thái Công ở Đông Thôn vừa mới uống rượu ở hàng tôi xong, khi nào tôi lại nói sai? Tống Giang nghe nói lấy làm quái lạ, không hiểu ra sao, đành ngồi đó đến tối rồi mới từ giã xã trưởng mà lẻn về nhà. Khi tới cửa trang, thấy cửa nhà vẫn êm ả, không có việc gì động tĩnh khác. Bọn trang khách thấy Tống Giang về thì ai nấy vui mừng mà chạy ra đón. Tống Giang lại hỏi ngay rằng: Phụ thân ta cùng tứ lang có nhà không? Tụi trang khách nói: Thái công ngày nào cũng mong mỏi Áp Ti đã mòn cả mắt. Ngày nay trông thấy Áp Ti về, chắc là vui mừng không biết đâu mà kể. Thái công đi uống rượu cùng Vương Thái Công ở nhà Trương xã trưởng mới về vừa xong, hiện đương nằm ngủ ở trong phòng đó. Tống Giang nghe nói càng lấy làm lạ, vội vớt thanh gậy xuống rồi đi thẳng vào thảo đường. Bấy giờ Tống Thanh thấy anh về, vội vàng chạy ra đón lại chào rất là ân cần. Tống Giang thấy Tống Thanh quả nhiên không mặc đồ hiếu phục thì trong bụng đùng đùng nổi giận, trỏ mặt Tống Thanh mà mắng rằng: Thằng súc sinh này vô lý quá, bố còn sống chờ chờ kia, sao mày dám viết giấy nói liều để cho ta trực tự tử ở giữa đường, không còn thiết đến cửa nhà gì nữa, mày là đồ bất hiếu như thế. Tống Giang vừa nói đến đó, Tống Thanh chưa kịp trả lời thì đã thấy Tống Thái Công ở trong bình phong đi ra, gọi Tống Giang mà bảo rằng: Con không nên gắt mắng em nữa, cái đó không can thiệp gì đến nó. Vì ta mong mãi không thấy con về nên mới sai em con viết thư như vậy cho con phải về ngay. Và ta nghe nói Bạch Hổ Sơn có nhiều trộm cướp,
sợ khi con bị họ bắt bớ, rồi bức bách làm nghề lạc thảo, gây nên những tội bất hiếu, bất trung, nên nhân thấy Thạch Dũng qua đấy, phải gửi thư cho con về lập tức. Cái đó đều mệnh lệnh của ta, con không nên mắng em con nữa. Tống Giang nghe nói, vội đổi nét mặt làm vui cười, lại giảm xuống đất mà thăm hỏi hàn huyên, rồi mới kể đến việc quan ở huyện. Thái Công bảo với Tống Giang rằng, khi hai anh em con đi rồi, may nhờ có Chu Đồng và Lôi Hoành, Chu Toàn che chở giúp cho, nên công việc cũng hơi được ổn thỏa. Chỉ Tư Giấy đi truy bắt các nơi mà trong nhà không còn lôi thôi gì nữa. Gần đây nghe nói triều đình sách lập Hoàng Thái Tử lên ngôi vua, có giáng một đạo xá thứ, phàm kẻ nào có tội nặng đều được giảm bớt cả cho. Bởi thế ta lại càng mong con về đây. Bây giờ dẫu có bắt được, cũng đến đi đầy ải mà thôi, không có gì là nặng lắm, hãy để đó xem sao. Tống Giang nhân hỏi đến chuyện Chu Đồng và Lôi Hoành. Thái Công đáp rằng, mấy bữa trước, thấy nói hai người cùng đi việc quan vắng cả. Chu Đồng thì sai đi Đông Kinh, còn Lôi Hoành thì không biết rằng sai phái đi đâu. Hiện nay trong huyện có hai người quyền mới, đều là người họ Triệu cả. Cha con ngồi chuyện một lúc, rồi Thái Công bảo Tống Giang đi ngủ sớm cho đỡ mệt. Khi mặt trời mới mọc, vào khoảng hết trống canh một, mọi người trong nhà đâu đấy đã ngủ yên phăng phắc, thì chợt thấy đuốc sáng rực cả lên, cửa trước cửa sau ồn ào kêu thét, rồi có tiếng quát lên rằng, bắt lấy Tống Giang, đừng để chạy mất. Cả nhà nghe thấy kinh sợ hãi hùng, không biết đầu đuôi xử trí ra sao. Hay là trăng trong soi bóng tử thần, hỏi rằng có thấu gian truân nỗi đời. Bấy lâu góc bể bên trời, nào khi trốn tránh, nào nơi lọc lừa. Nhân tình trải mấy nắng mưa, giang hồ còn chút thân thừa là đây. Hiếu trung chất một lòng đầy, ví không non nước thân này kém ai. Ai lên nhắn nhủ thở trời, còn thân chắc cũng còn nơi vẫy vùng.